Sơn. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Sơn Beatbox. Thì hôm nay thì Sơn sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách để làm sao đó chúng ta có thể tạo ra những cái đoạn beat mới. Tuy nhiên là không phải bằng những cái tiếng trống, không phải bằng tiếng piano mà trước giờ Sơn vẫn làm nữa, mà nó chính từ miệng của chúng ta, hay là chính từ âm thanh tự nhiên, tiếng bật tay hay là tiếng chó sủa mèo kêu, các bạn vẫn có thể làm nhạc được và gõ ở trên này được. Và thậm chí là có những cái tiếng ví dụ như là là Sơn có thể gõ ở trên bàn phím được cái như vậy. Thì hôm nay thì Sơn sẽ hướng dẫn cho các bạn. Đầu tiên các bạn hãy quay vào màn hình của Ableton Live. Điều đầu tiên là chúng ta hãy tắt cái metronome đi. Đấy, bấm cái nút vàng này đi. Tiếp theo vào cái phần nâng này, cái phần nhịp đếm này thì chúng ta chọn nâng. Cái metronome này ngay cái mũi tên bên dưới đó. Đấy, chọn cao in là chọn nâng. Rồi. Bây giờ thì chúng ta vào cái track audio nhá. Chúng ta bật nút đỏ lên thu âm. Đấy. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thu âm, thu bằng Lunsky MK3 hay là bất kỳ cái thiết bị nào cũng được, hay là con chuột cũng được tùy. Sơn thì có cái này Sơn dùng cho quen ha. Đầu tiên chúng ta sẽ thu thử một tiếng. Ok, đấy, bấm một phát lưu liền. Tiếp theo. Đấy, chúng ta đã có 2 tiếng rồi đó, tiếng thứ 3. Xuống. Ok, tiếng thứ 4. Ok, 4 âm thanh rồi. Thì chúng ta sẽ làm sao đó để mà chơi trống bằng 4 âm thanh này. Thì tiếp theo chúng ta kích chuột phải, Insert MIDI Track, chọn một cái bộ trống bất kỳ ở trong cái phần drum này. Cái này cũng được. Double chuột vào. Thì bây giờ các bạn hãy tưởng tượng là Sơn gõ này. Đây là cái bộ trống của Ableton, nhưng mà Sơn muốn những cái âm thanh này phải là âm thanh beatbox của Sơn cơ. Thì đầu tiên các bạn hãy vào bộ trống này nhá. Thì chúng ta sẽ thay thế những cái âm 16 cái âm thanh trống này. Đó, nó tương ứng với 16 âm thanh này thì mình sẽ thay đi. Mình thích cái tiếng kick này là phải tiếng của mình. Đấy, mình kéo 4 âm thanh trên này vào. Âm thứ 2 thả vào cái thứ 2. Âm thứ 3 kéo vào cái thứ 3. Âm thứ 4 thả vào cái thứ 4. Rồi, thì việc tiếp theo chúng ta thử luôn. Đấy là chúng ta đã có 4 âm thanh beatbox của Sơn gõ được ở đây rồi. Thì ví dụ các bạn có tiếng mèo kêu, chó sủa, tiếng ly cốc, tiếng bật tay chẳng hạn. Đấy, thì các bạn cứ thu vào và làm y hệt thôi. Nhưng mà có những cái âm thanh Sơn thấy hơi bị trễ. Ví dụ như âm thanh này, nó hơi trễ thì các bạn hãy để con chuột vào đây, kéo nó lại. Đấy, cho nó ngay đầu âm thanh để chúng ta gõ không bị có cái khoảng trống này. Rồi, ok rồi. Tiếp theo. Tiếp theo nữa. Kéo vào. Rồi là chúng ta đã có 4 âm thanh hoàn hảo. Ok, và âm thanh thứ 5 chẳng hạn. Đấy. Bây giờ Sơn sẽ dùng cái âm thanh thứ 5 này. Sơn muốn thu nó là một cái tiếng Sơn. Ok, thì bây giờ thì Sơn sẽ dùng cái âm thanh Sơn này, nhưng mà Sơn lại đánh bàn phím nó ra. Đấy. Ví dụ như thế này. Sơn sẽ tạo một cái track MIDI nữa, kích chuột phải, insert track MIDI. Ok, việc tiếp theo là cái Sơn này. Sơn kích chuột phải vào show in browser. Đấy, thì đây chính là âm thanh của Sơn này. Sơn chọn lại cái track MIDI, Sơn double chuột vào. Đấy, thì bây giờ Sơn.
Đấy, thì bây giờ chúng ta đã có một sơn. Nó khá là buồn cười ha các bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái track đấy, bằng chính cái âm thanh đấy. Ok, các bạn đã sẵn sàng chưa? Để mà thu thì chúng ta lại bật trở lại metronome này. Chọn cao 1-3, nâng 1-3. Sau khi đã xong bộ trống, bộ âm thanh rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thu âm ha. Bây giờ thì Sơn sẽ tắt cái này đi. Sao âm thanh giờ nghe nó buồn cười thế nhỉ? Ok, hay là cái này. Đấy. Nãy thì Sơn đã hướng dẫn cho các bạn làm sao để có thể tạo ra được một đoạn beat bằng chính những âm thanh tự nhiên, và chúc các bạn thành công. Và cũng đừng quên cái thiết bị này Sơn đang sử dụng, đó là Lunge Key Mini MK3, một sản phẩm mà Sơn cực kỳ yêu thích đang được bán tại Thái Sơn Beatbox Store. Ok.